Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đụt dâm bi Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đụt dâm bi Thẩm măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyambi sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi Thẩm măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì sa ra na ga năng pa ri pon năng pa quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ chúng con xin dân. Ba na ti ba ta về là mình đi sẽ kho với thằng Somali già mi. Còn xin bao nhiêu điều học là vui tránh xa sự sát sanh. Adinadana về là mình đi sẽ kho với thằng Somali già mi. Còn xin bao nhiêu điều học là vui tránh xa sự trộm cắp. Kamesumichachara về là mình đi sẽ kho với thằng Somali già mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam về là mình đi sẽ kho với thằng Somali già mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura mê ra yama chapama đất hà nam về là mình đi sẽ kho với thằng Somali già mi. Còn bây giờ điều học là quy tính xa sẽ dễ uống rượu và các chất say. Banatibata Vairamani Sikha Padang Samadhyami, con xin nhân giữ điều học là quy tính xa sự sát sanh. Adinadana Vairamani Sikha Padang Samadhyami, con xin dân giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Surameraya chappatma dathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Kỳ
ma ni ban cha si kha bạc đà ni sa tu tăng ca tu an a pa ma de ne ne cha ka lăng sa ma ra khi ta băng chư Phật tử sa vi to trì tâm quy phòng ngũ giới nơi tâm bao rồi phải lắm mình đi hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Ma phan tê dạ chúng con xin dâng. Sì lê na su ca tinh doan tị sì lê na phô ca sâm ba ca sì lê na linh doan tị tạc mai sì lăng vị sô tha dê. Cha chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thu sa thu lành thai Uttamang gena vang đề hăng ba đa băng sung và rút tâm ăn bụt thế vô khả lý tố đô sô bụt thô khả ma tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ dưới trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena vang đề hăng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tố đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghệ na quăng đê hăng sẵn găng cha đu vi thót tâm ăn sẵn khê vô khả lý tố đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Siratlime buddhase to sari buddho chidakine vam angse mukralan opurato vidakante yang banchime mama anandom. Khi na sa va cha tôn đi sa sa man ta lo ka ba la cha in da de va sa phram ma ca e te sa nga nu pa ve na sam pe pa ya u pa da va ne ka an ta la ya pi vi na san tu a se sa to ho va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de va ta sam pa bu da Nupāvena sadā sothi phuvantu te phuvatu sapa mangalaṁ rakhantu sapa devatā sambha thammāṁ. Nupāvena sadā sothi phuvantu te phuvatu sapa mangalaṁ rakhantu sapa devatā sapa saṅkhāṁ. Nupāvena sadā sothi phuvantu te tất cả Phật báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quán đức của chư Phật, do nhờ quán đức của giáo pháp, do nhờ quán đức của chư tăng, chán sự an lạc thường thường đến người. So atalato subito bruno ho putasa sene arugo subito ho itaha tape nyati pisa atalatam. Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Pite Antalatha Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Thị nhà tị khuy cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính quái bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Dạ sa thúc sa thúc lành thai. Phước lành con đã tạo ra các đỡ khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đi vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên,
giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kẻ liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm riêng thành. Văn kim chi kusala cẩm măng cấp ta băng kari văn ma ma ca ye na wa cha ma na tida sa sugatang katang ye satta sanino at ye cha satta asang nino ca tăng phụ nha pha lăng mỹ hăng sắp bê bà ghi bà văn tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng phụ nha pha lăng ma gia ye cha ta tha na cha năng tị đê qua găng toa a ni wa đê dung sắp bê lô cam hi ye sắp ta chỉ quăng ta ha ra hê tu ca ma nhun năng bồ cha năng sắp bê la băng tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chủ tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước vị ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Y đăng quát ta mê đa nhân asa quát kha gia hoa hăng hô tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngà. Dạ, con đã lễ bái Tam Bảo xong ạ. Dạ, con kính dân mít lại cho Ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính dân mít đến Ngài ạ. Kính lễ Ngài Pháp Thanh vừa đến với Pháp Hội. Hôm nay là ngày giảng của Ngài Pháp Thanh ha. Chị Trần Đạo hoan hỷ thỉnh Pháp Sư luôn ha. Alo, chị Trần Đạo thỉnh Pháp Sư luôn ha. Rồi, xà thủ, xà thủ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh ạ. Dạ, con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi varang aya chatha santi tha satappara chapkha chatika dese tu thammang anukam bimang bacang satthamma bering binayang chakayang sutta sutang cha bằng đăng api thăm ma chấm măng a cô ta yang tô sa tu sắc cha đăng đăng ba bô tha ni ye ba ri sa nhâm mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc dạ ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp tử. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn còn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân hộ cập, đám mưa lành rủi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, con đã tỉnh Pháp Sư xong ạ. Dạ, con kính dân mít cho đến Ngài Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính dân mít đến Ngài.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức. Hãy chào tất cả quý trung nữ và tất cả quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta học Tương Ưng Bộ Kinh. Phẩm thứ hai là Vườn Quan Hỷ. Và đến cái đoạn thứ bảy là Khó Làm. Hôm nay thì không có cô Nhật Quỳnh, cho nên cái phần post bài lên thì không có ai giúp đỡ dùng, cho nên là hôm nay thì chắc sư phải tự đọc cái phần chánh kinh, và sau đó thì sư sẽ giải thích từng đoạn. Và trước khi vào thời pháp thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ và tất cả quý Phật tử cùng lắng tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo mà một cách tóm tắt. Và cảm ơn cô Như Quan và sa thú cô Như Quan Quan Hỷ bốt bài dùm để cho quý Phật tử học ha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo rẫn vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy của cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể can ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ thì sư xin đọc cái đoạn thứ bảy, khó làm hay con rùa. Khó làm, khó kham nhẫn, thiếu trí hành xà môn. Chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ ấy đầy chướng ngại, bao ngày hành xà môn. Nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải xa đọa. Nô lệ cho si tư, rùa rút chân cẳng trong mai rùa của mình. Vị tỷ kheo cũng vậy, thâu nhiếp mọi si tư, không tham dính vật gì, không làm hại người nào, hoàn toàn thật tịch tịnh, không chỉ trích một ai. Và đó là cái phần chánh kinh của Đức Phật dạy. Thì ở đây đó, cái điều mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật nhắc nhở vị tỳ khưu là chúng ta phải cố gắng trong đời sống. Sở dĩ mà chúng ta tạo nhiều cái điều bất thiện là do bị phiền não nó thúc đẩy. Cảm ơn cô Như Quan đã
Phật dùng cái bài chánh kinh để quý vị Phật tử có thể đọc qua và theo dõi. Cảm ơn cô Như Quan rất nhiều. Thì ở trong đời sống á, nếu mà chúng ta mà sống mà phan duyên theo cái trần cảnh á, ở bên ngoài rất là dễ chúng ta sống theo thụ hưởng cái sắc thinh vị xúc ở bên ngoài thì nó rất dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta đó, cái sự tu tập, nếu mà chúng ta muốn tránh xa những cái sự lôi cuốn của cái trần cảnh bên ngoài, thì chúng ta đi ngược lại cái đời sống, cái xã hội, thì đây là một cái điều mà khó làm. Thì quý vị biết rằng cái con vật, cái con rùa đó, thì mỗi khi mà cái hoàn cảnh, điều kiện ở bên ngoài nó thuận lợi thì nó sẽ đi kiếm ăn để sinh sống hàng ngày. Nhưng mà khi mà có một cái điều kiện gì đó nguy hiểm, bất trắc, có nguy thể nguy hiểm đến cái đời sống của nó, thì sao? Nó sẽ tự ẩn mình, nó tự ẩn mình bằng cách là nó rút đầu chân vào trong cái mai rùa của nó. Thì ở đây đó, Đức Phật cái người tu đó là chúng ta phải phải giống như cái con rùa đó. Người đời thì họ chạy theo cái dục trần ở bên ngoài, cho nên chính vì khi mà cái tâm của chúng ta đó chạy theo những cái dục trần ở bên ngoài đó, thì chúng ta dễ rơi vào cái cạm bẫy các cái trần cảnh bên ngoài. Nó làm cho cái tham muốn sanh khởi lên. Chính vì khi mà phiền não khi nó sanh khởi lên, thì tất cả cái trí tuệ chúng ta nó bị che án, chúng ta sống trong cái si mê tâm tối. Cho nên đó là quý vị biết rằng đấy, những cái người thợ rừng, họ muốn bẫy những cái con thú, hay là nhất là những cái con khỉ đó, thì sao? Người ta làm những cái bẫy rồi những người ta để những cái trong cái bẫy đó những cái trái nó có cái mùi thơm, hoặc là nó rất là ngon, ví dụ như là để ổi chín hay là chuối thì những cái con khỉ thì nó khi mà nó cái bẫy họ làm đó, thì ở ngoài nhìn vô sẽ thấy thấy cái trái ổi hay là quật lá chuối đang để ở trong cái bẫy đó. Thì vì khi mà cái tâm tham nó sanh khởi lên, thì cái con khỉ nó mê mờ lý trí, nó không có thấy được cái mối nguy hiểm của cái bẫy đang chực chờ. Cho nên sao? Anh ta thò tay vô để lấy những cái trái cây nhưng mà khi mà thò tay vô để lấy những cái trái cây này, thì sẽ vướng vào cái bẫy rập của cái người thợ rừng. Hay là quý vị cũng thấy trong đời sống á, thường thường là ở nhà đó thì hay bị chuột nó phá phách thì bây giờ người ta làm ra những cái bẫy người ta để những cái mồi rất là ngon, có cái mùi thơm, hoặc là những cái vật thực mà con chuột nó thích ăn, là gạo, thóc, rồi hoặc là bắp, đậu, những cái vật thực mà cái con làm cho kích thích
cái tâm tham của con chuột. Mà khi mà cái gì nó thấy được cái mồi, những cái thức ăn này đối với con chuột nó là rất là khả hỷ khả lạc nha, thì lúc đó cái tâm tham nó khởi lên. Mà khi tâm tham khởi lên rồi đó thì nó quên đi cái nguy hiểm chực chờ trong cái bẫy. Cho nên là vì cái tham mồi cho nên là anh ta bò vào cái bẫy và đã bị sập cái bẫy xuống và đã dính mắc trong cái bẫy đó và mất đi cái đời sống, cái mạng sống của mình. Cho nên là cái người tu đó phải cảnh giác, cảnh giác mọi khi, luôn luôn là Đức Phật hay cảnh tỉnh hay nhắc nhở chư tỳ khưu trong đời sống phải luôn luôn thu thúc lục căn, giống như con rùa đó mà nó ngăn chặn những cái mối nguy hiểm bằng cách là nó rút vào trong cái mai rùa của nó. Thì cái sự bảo vệ của vị tỳ khưu là gì? Là cái sự chánh niệm rồi thu thúc lục căn, không để cho các căn của mình chạy ra bên ngoài mà hãy đưa nó quay trở về trong cái nội tâm của chính mình. Rồi chúng ta phải có tu tập cái sự kham nhẫn. Tại vì đôi lúc chúng ta bị rơi vào cảm gì chúng ta mong cầu tham muốn. Trong đời sống chúng ta mong cầu được đầy đủ về vật thực, đầy đủ cái chỗ trú ngụ, phải có được tiện nghi, phải thế này thế khác, y phục thì phải như thế này thế khác. Cho nên chính vì cái mong cầu tham muốn nó thúc đẩy thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy. Cho nên á, là trong cái bài kinh mà giáo giới tóm tắt hay là bài kinh Ô A Đá thì Đức Phật đã dạy là cái gì thì không phải có cái sự tu tập cái sự kham nhẫn, kham nhẫn trước cám dỗ của phiền não. Mình phải kham nhẫn trong cái đời sống. Khi mà chúng ta thực hành cái con đường giới định tuệ thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải kham nhẫn rất nhiều trong đời sống, kham nhẫn trước cái sự khổ đau của thân ngũ quẩn này, kham nhẫn trước những cái phiền não, những cái tham muốn, những cái sân hận bực bội. Rồi chúng ta phải kham nhẫn trước những cái nghịch cảnh trong cái đời sống thôi. Đó. Thì khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực kham nhẫn thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Bây giờ sư xin đọc một cái đoạn kinh ở trong Ô A Đá về cái lời dạy của Đức Phật. Tất cả các pháp hành ấy hằng được tăng tiến do nhờ sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục là nguyên nhân phát sanh giới và định. Sự nhịn nhục dứt trừ được nguồn cội tất cả của tội lỗi. Người nhịn nhục là người đã trừ tuyệt gốc rễ tội lỗi, nhất là tội phỉ báng, nhiếc mắng, cãi lẫy. Sự nhịn nhục là khí cụ của bậc trí tuệ. Sự nhịn nhục là pháp thiêu quỷ của người có pháp thiêu quỷ. Sự nhịn nhục là khí lực của vị hành giả. Nhục là đức đem đến điều lợi ích cùng sự an vui. Người nhịn nhục hằng có bằng hữu, có tài sản, có
sự an vui. Người nhịn nhục là người yêu mến, vừa lòng của chư thiên và tất cả nhân loại. Người nhịn nhục làm được nhiều điều lợi ích cho mình và cho kẻ khác. Người nhịn nhục là người đi trên con đường về cõi trời và niết bàn. Người nhịn nhục là người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Người nhịn nhục là người sùng bái Đức Phật bằng cách cao thượng. Đây là sư đọc qua cái phần chánh kinh trong trong cái bài mà giáo giới tóm tắt ồ đá của Đức Phật. Trong bài kinh có một đoạn kinh Đức Phật cũng nói cái sự kham nhẫn nhịn nhục khanh ti nó giống như là cái áo giáp cái áo giáp của cái vị tỳ khưu vậy đó. Tại vì khi mà cái người lính mà ra trận á thì phải có cái bộ giáp để mà chống đỡ với những làn tên mũi đạn của đối phương. Cho nên khi mà chúng ta muốn mà chiến đấu với phiền não mà như người lính ra trận thì chúng ta phải trang bị cho mình cái vũ khí là gì? Vũ khí là cái trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác. Rồi cái áo giáp của cái người mà tu tập là cái sự kham nhẫn. Chúng ta phải có cái sự kham nhẫn trước tất cả những cái khen chê, trước những cái lợi lộc, bất lợi và thuận lợi. Rồi chúng ta phải kham nhẫn trước những cái thay đổi của thời tiết, của sức khỏe. Rồi chúng ta phải có sự kham nhẫn trong cái sự thọ dung bốn món vật dụng. Thành ra đó, cái điều đầu tiên hết trong cái đời sống tu tập là chúng ta phải thực hành cái pháp kham nhẫn thật nhiều. Muốn có được cái sự kham nhẫn ở đây đó, thì chúng ta phải có cái sự nỗ lực để cố gắng thực hành các cái thiện sự. Nếu mà chúng ta sống mà theo cái đời sống bên ngoài thì nó rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải có sự kham nhẫn, và cái sự kham nhẫn này nó phải đi với trí tuệ và tinh tấn. Thì cái sự tu tập của chúng ta mới có tiến bộ. Nhờ có trí tuệ, khi mà chúng ta có trí tuệ rồi đó thì chúng ta có cái lòng tàm, lòng quý. Chúng ta hổ thẹn và ghê sợ đối với các cái bất thiện pháp. Chính nhờ cái ghê sợ hổ thẹn đối với các bất thiện pháp, các cái điều tội lỗi mà chúng ta sẽ có sự cố gắng, nỗ lực kham nhẫn trước những cái tham muốn, trước phiền não, không để cho những cái tham muốn phiền não nó sai sử, nó lôi cuốn. Rồi muốn giữ vững được cái sự kham nhẫn này, chúng ta phải có cái sự tinh tấn nữa. Cho nên là chính vì cái kham nhẫn và cái sự nỗ lực tinh tấn này, nó là cái khí cụ, là cái áo giáp để chống đỡ đối với phiền não. Mà sự kham nhẫn thì Đức Phật nói đó, nhờ có cái sự kham nhẫn, nó là cái khí cụ, nó là cái áo giáp để bảo vệ cái người tu tập
cái vị tỳ kheo, vị hành giả. À, cái sự kham nhẫn là nó đem đến nhiều điều lợi ích, điều an vui trong cái đời sống. Thì khi mà chúng ta có sự kham nhẫn thì chúng ta sẽ có được một cái nội tâm an ổn quân bình. Chứ còn nhiều khi mà mình nghe người ta tán thán thì mình thích, nhưng mà khi người ta chê trách thì mình bực bội, sân hận, khó chịu, làm cho cái nội tâm nó bị dao động. Như vậy đó thì cái nội tâm của chúng ta nó thiếu cái sự nỗ lực tu tập. Khi mà nội tâm bị phiền não dấy động thì cái sự nỗ lực của cái tâm và cái trí tuệ của chúng ta còn non ém, bị tác động bởi phiền não. Giả dụ như bây giờ mình mới vừa bắt đầu tu tập thôi, mình mới vừa làm một cái công việc gì đó, là đâu có ai mà khích lệ chúng ta làm những cái điều tốt đẹp đâu. Người ta hay chỉ trích, rồi người ta dùng những cái lời người ta gây cản trở. Mà nếu mà mình mới vừa bắt đầu, mình bắt tay vào cái sự tu tập, mới vừa bắt đầu chuẩn bị đi tụng kinh, đi ngồi thiền, thì bắt đầu người ta nói ôi màu mè bày đặt, làm bộ tu thế này thế kia. Mà khi mà cái phiền não dấy động, mình nghe người ta châm chọc, người ta nói cái bắt đầu sân hận nổi lên đùng đùng đùng, thì sao? Là chúng ta bỏ dở đi những cái thiện sự, cái thiện pháp mà mình sẽ làm. Cho nên á, là trước cái lời chê trách, trước những cái lời phỉ báng, chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn, chúng ta phải có sự kham nhẫn chịu đựng. Khi mà chúng ta mới bắt đầu tu tập thì đó chính là những cái chướng ngại. Khi mà chúng ta hiểu biết, mặc dù là người ta có những cái lời châm chọc, chê trách, quỷ bán như thế nào đó, thì mình cứ giữ cái tâm của mình, cứ đi theo cái sự thực hành, mà chúng ta thấy rằng đây là cái con đường tốt đẹp, đây là cái con đường hướng thượng dẫn chúng ta đến sự an vui. Nhờ sự cố gắng kham nhẫn trước nghịch cảnh, trước những lời chê trách, chúng ta tránh đi những cái quan trái, cái nội tâm của chúng ta mới được an tịnh. Mà khi mà cái nội tâm an tịnh thì trí tuệ nó mới sanh khởi. Cho nên sự giữ tâm kham nhẫn nó là đem đến nhiều lợi ích, đem đến sự an vui trong đời sống. Chính nhờ cái sự nỗ lực kham nhẫn tu tập, tạo được nhiều thiện sự, thì được những chúng sanh xung quanh, chư thiên và các loài phi nhân quý kính. Tại vì chư thiên thì người ta hoan hỷ với những người mà thực hành các cái thiện pháp, rồi chúng ta sống với tâm từ, tâm bi, thì những cái vị chư thiên sẽ cảm mến những cái người mà có cái sự nỗ lực tu tập. Rồi chính nhờ cái sự tu tập này đó, chúng ta mới đạt đến những cái lợi ích tốt đẹp. Chúng ta có thể tái sanh về những cái cảnh giới an vui,
À, nếu mà chúng ta tạo trữ công đức phước báo đầy đủ các pháp độ chúng ta đã thực hành đầy đủ thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên là Đức Phật khen ngợi những người mà thực hành cái pháp mà tham nhẫn. Sự thực hành cái pháp tham nhẫn đó là cái người mà thực hành theo giáo pháp. Rồi cái người mà thực hành cái pháp tham nhẫn là cái người mà đi theo cái con đường của các bậc giác ngộ, đi theo con đường các bậc thánh nhân, đi theo cái con đường của chư Phật quá khứ và hiện tại. Thì quý vị thấy rằng đó, các bậc thánh nhân cũng như các bậc chánh đẳng chánh giác, các ngài cũng thực hành cái hạnh tham nhẫn rất là nhiều, cho nên các ngài mới đạt đến cái thánh đạo thánh quả. Quý vị thấy rằng trước khi mà Đức Phật đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác thì rất là gian nan, bị ma vương cản trở, nó khuấy phá quyết liệt. Nếu mà Bồ Tát không thực hành cái hạnh tham nhẫn, chịu đựng trước những cái sự quấy rối cản trở của ma vương, có con gái, ba đứa người con gái của ma vương là tham, sân và si, nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực tu tập, không vượt qua được tất cả những cái phiền não trong nội tâm của chúng ta, thì làm sao mà chúng ta đạt đến cái sự an vui. Chính cái sự tham nhẫn và trí tuệ nó là cái vũ khí để chúng ta chặt đứt được những cái sợi dây trói buộc, những thằng thúc, những triền phược nó trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra được cái cổ máy sanh tử luân hồi ở trong tam giới này đó, thì phải dùng cái trí tuệ. Những người mà sống theo cái bản năng thì nó rất là dễ, nhưng mà sống với trí tuệ, tham nhẫn, tinh tấn thì nó rất là khó. Cho nên chúng ta phải cố gắng và thực hành thật là mạnh mẽ. Chúng ta phải biết. Có nhiều người ta nghĩ rằng khi mà mình kham nhẫn, mình chịu đựng, tức là mình là cái người dở, cái người nhát gan. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta kham nhẫn trước các cái chướng ngại thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên thực hành. Thì quý vị thấy rằng á, cái người mà thiếu trí tuệ đó, tại sao mà họ rơi vào cái khổ cảnh, họ đi từ cái chỗ tối đến cái chỗ tối hơn, là cái đoạn mà Đức Phật nói là chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ đó đầy chướng ngại. Thì cái sự thối đọa đây đó là do không vượt qua được những cái chướng ngại của phiền não. Chính vì không vượt qua những cái thằng thúc, những dây trói buộc, cho nên cái người này đó bị trói buộc vào cái cổ máy, cái vòng quay sanh tử bất tận luân hồi. Rồi chính vì không có vượt qua được những cái tham muốn, cho nên cái người này đi vào cái nơi tăm tối,
vì thiếu trí tuệ. À, rồi những cái kiếp mà quá khứ ít tạo phước, cho nên bây giờ á, từ cái chỗ tối à, đi tới cái chỗ tối hơn à, thì ở đây Đức Phật nói là chỗ ngu thói đọa à, chỗ ấy đầy chướng ngại à. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp à, thì chúng ta không có làm nô lệ, không có để cho phiền não à, nó tràn ngập, nó sai sử chúng ta à, thì chúng ta phải à, biết thực hành cái pháp và tham nhẫn à, nỗ lực tránh xa những cái cám dỗ, những cái tham muốn, mà phải thực hành cái hạnh á, trí tuệ à, biết những cái điều nào mà mình nên thực hành và những cái điều nào mà mình phải tránh xa, phải nỗ lực một cách thật mạnh mẽ, thì như vậy á, chúng ta sẽ thoát khỏi những cái khổ đau à. Rồi à, trong một cái đoạn kinh thì Đức Phật nói á, thường thường ở ngoài đời đó à, những cái gì mà giàu có thường thường là người ta à, dùng những cái vật để trang sức à, làm cái đồ trang sức quý giá à, bằng vàng rồi ngọc ngà à, kim cương à. Thì cái người mà tu tập đó với cái hạnh kham nhẫn, nó là một cái sự trang sức hết sức là quý báu à. Như trong cái đoạn kinh mà Đức Phật nói á, cái sự kham nhẫn là sự tránh xa những cái hoàng trái à. Cái người có sự kham nhẫn là sự quý mến của mọi người à, sự hoan hỷ là đối với à, chư thiên à. Cho nên á, là cái sự kham nhẫn à, nó là một cái món trang sức hết sức là quý báu tốt đẹp của cái người tu à. Hồi trước á, mình chưa có tu à, chưa có biết Phật pháp, chưa có hiểu biết về những cái nào là bất thiện à, cái nào là thiện à, cái nào là đem đến những cái khổ đau à, thì khi mà mình nghe người ta à, xúc xỉm, người ta chê trách à, mà những cái lỗi lầm này á, là thật sự ra mình không có phạm, nhưng mà vì cái tâm ganh tị à, người ta nói những cái điều nó không đúng sự thật à, thì chúng ta đùng đùng nổi giận à, chúng ta sẽ đối đáp lại à, chúng ta à, muốn hơn cái những cái lời đó à, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra à, cái khẩu nghiệp, rồi chúng ta tạo những cái điều quan trái à. Cho nên à, thường thường là trong đời sống à, các chúng sanh có sự quan trái trói buộc với nhau, mà mỗi khi mà cái phiền não nó sanh khởi như vậy đó, chúng ta thấy rằng đó là cái tâm của chúng ta nó bị thiêu đốt bức bách bởi cái nhiệt não của sân à. Khi mà cái sân nó sanh khởi rồi thì cái thân ngũ quẩn nó bị thiêu đốt à, nội tâm thì à, bực bội uất ức, rồi cái thân á thì nóng bừng lên, hay là hoặc là có biểu hiện khó chịu nó hiện khởi ra ở một cái nơi nào đó ở trên cái sắc thân này à. Nhưng mà vì cái sự si mê vô minh à, chúng ta không thấy được điều đó. Thì khi mà chúng ta thực hành cái hạnh kham nhẫn á, à,
là chúng ta tránh xa được cái sự thiêu đốt, sự bức bách của phiền não. À, cho nên là quý vị thấy rằng tâm của các bậc thánh nhân và của bậc chánh đẳng chánh giác là cái nội tâm bất động, giống như tảng đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xoay, tiếng đời chê dở khen hay không làm cháu đâu mài trí nhân. Cho nên chính nhờ cái sự mà tu tập cái pháp kham nhẫn, đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, đạt đến niết bàn, thì tâm của các bậc thánh nhân, các bậc chánh đẳng chánh giác trở thành bất động trước cái những cái lời khen chê, trước những cái chướng ngại của đời sống. Cho nên là các ngài sống một cái đời sống rất là an ổn. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chư tỳ khưu là phải có sự hay biết, thu thúc lục căn, rồi nỗ lực tham nhẫn trong đời sống cũng như trong sự tu tập, tham nhẫn trước những cái sự khổ đau, tham nhẫn trước các cái chướng ngại. Thì khi mà chúng ta thực hành như vậy đó, thì sẽ đem đến cái lợi ích, cái đường tu tập, cái sự học, cái sự thực hành, ta mới có được tiến bộ. Và khi mà chúng ta thực hành cái hạnh kham nhẫn, để thực hành giáo pháp, đó là chúng ta cúng dường đến Đức Phật bằng pháp cao thượng nhất. Thì trong cái bài kinh mà Đại Niết Bàn, cái lời cuối cùng Đức Phật nhắn nhủ là khi mà chư thiên rải những cái hoa mạng đà, hoa của chư thiên để cúng dường đến Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng cái sự cúng dường bằng vật chất nó không phải là cái sự cúng dường cao thượng, mà tỳ kheo ni cận sự nam, cận sự nữ nào có lòng tôn kính Như Lai, hãy thực hành giáo pháp. Người thực hành giáo pháp là người dân cúng đến chư Phật bằng cách thượng nhất. Cho nên là khi chúng ta nỗ lực kham nhẫn để thực hành các cái thiện pháp, đi theo cái con đường giới định tuệ, là chúng ta làm lợi ích cho chính bản thân mình và cũng góp phần gìn giữ giáo pháp. Và điều tốt đẹp cao thượng nhất là chúng ta cúng dường đến Đức Phật bằng cách cao thượng nhất. Và cũng như lời dạy của Đức Phật, khi mà chúng ta thực hành cái hạnh kham nhẫn, là chúng ta tự trang sức cho cái đời sống tu tập chúng ta bằng những cái trang sức tốt đẹp nhất. Chúng ta tránh xa những cái điều quan trái, tránh xa những cái tội lỗi về thân, tội lỗi về khẩu. Mà muốn tránh xa được cái này thì chúng ta phải gìn giữ cái tác ý, cái suy tư từ ở trong nội tâm chúng ta. Đối với những cái phiền não nào nó vừa sanh khởi lên, nếu mà chúng ta dùng trí tuệ xem xét, thấy là đây là những cái điều không tốt đẹp, đem đến cái điều tai hại, thì chúng ta cần phải diệt trừ, trừ khử ngay.
những điều nào đem đến lợi ích, đến sự an vui. Mặc dù những cái điều này đó ở ngoài thế gian đó, thì họ nói, nhưng mà chúng ta với trí tuệ chúng ta xét thấy đây là một cái điều lợi ích tốt đẹp, thì chúng ta cần phải nỗ lực thực hành. Và không biết nãy giờ trong đạo tràng còn nghe âm thanh sư không? Nãy giờ sao thấy mà im ru im lìm hết, không biết là quý vị còn nghe không? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn cô Mê Ta. Dạ, cảm ơn quý vị. Nãy giờ nhìn vào cũng kinh rồi giảng rồi quên để ý lên cái màn hình, thấy sao mà nó êm ru hết nè. Dạ, sợ nó bị rớt mạng mà không hay. Thì cái lời mà dạy của Đức Phật cuối cùng là gì? Là chúng ta phải thực hành theo cái hạnh tham nhẫn trí tuệ. Đó là cái sự nỗ lực để chúng ta tu tập để đạt đến an vui. Qua cái đoạn thứ 7 này, Đức Phật dạy chúng ta khó là khi mà chúng ta tu tập là một cái điều rất tốt, mà trong đó thực hành cái hạnh mà kham nhẫn nó cũng rất là khó, nhưng mà không phải là không thể làm. Chúng ta nỗ lực tu tập thì một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt đến kham nhẫn trước các cái phiền não, kham nhẫn trước những cái lôi cuốn của thế gian, tham nhẫn trước những cái chướng ngại của đời sống, thì lúc đó chúng ta sự tu tập sẽ có được sự tiến bộ. Và chúng ta lấy cái sự tham nhẫn nó là cái vật để bảo vệ, cái sự tham nhẫn nó là cái vật trang sức cho cái người tu tập. Và chính nhờ cái trí tuệ và kham nhẫn thì chúng ta sẽ tiến bước trên đường tu tập và hướng đến sự giải thoát, đạt đến thánh đạo và thánh quả. Thì đây là cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ 7 này. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn an, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái sự hiểu biết để nỗ lực tu tập. Nếu mà khi chúng ta tu tập chúng ta không có những cái pháp để đối trị cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ khó có sự tiến bộ. Và đây là những cái pháp rất là quan trọng Đức Phật giảng dạy để chúng ta hiểu biết áp dụng vào cái đời sống, không những là người xuất gia thôi mà cái cư sĩ tại gia. Nếu mà chúng ta muốn thực hành những cái thiện sự, những cái thiện pháp cho bản thân và cho gia đình trong cái đời sống trong xã hội, thì cái pháp kham nhẫn trí tuệ cũng hết sức là quan trọng, sẽ giúp cho quý vị có được một cái đời sống an vui tốt đẹp. Với phước báo này cầu mong tất cả quý tu nữ và quý Phật tử có sự an vui, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng thảo luận thêm về cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài học hôm nay, cái đoạn thứ 7.
Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thấy đạo tràng im lặng quá, con có vài tiếng không nói. Bữa nay con rất là bận, con chạy tới chạy lui, giờ này con chưa ăn cơm nữa. Dạ, trước hết con xin thành kính cảm ơn sư đã cho những bài giảng này rất là hay. Thì qua cái kinh nghiệm sống của con với sự tu tập thì con cũng có một câu hỏi giống như vậy để sư giải thích hơn, để cho con rõ cũng như đạo tràng rồi. Cái vấn đề mà mình, cái sự kiên nhẫn rồi sự tinh tấn tu tập của mình, nó đều vào tùy thuộc vào cái trí tuệ của mình là điều trước tiên, theo con nghĩ giống vậy. Tại vì khi mà mình, để con đóng cửa máy bay bay ồn đó. Dạ, khi mà một mình vấn đề, lúc mà con chưa có biết Phật pháp là gì hết, nhưng con có linh tính rất là tốt. Khi mà con vô một gia đình một hay một gặp một người nào đó cái gì đó, thì tự nhiên con thấy có một điều không ổn trong cái đạo đức của gia đình đó. Cũng như họ làm bộ làm tịch, giả đạo đức họ là tốt, nhưng nếu mình nói ra đó mình sẽ không ai tin. Thì tại vì người ta là một nhóm trí thức như kỹ sư, bác sĩ đủ thứ hết, thì rất là khó nói. Thì con chỉ nói sơ thẳng với cái người chính trong gia đình đó là con thấy điều này không tốt, không tốt, nhưng mà con không nói nhiều lắm. Con nghĩ rằng nếu mình nói nhiều quá đó thì người ta sẽ nói mình ganh tị, là chê bai người ta, thì mình không có đủ cái bằng chứng, với lại mình không có ngang hàng lực với họ. Thì nhưng mà con thấy điều đó là không đúng, rất là vô đạo đức. Vấn đề họ rất tà kiến, họ tin vào dòng dõi như là tộc hay cái gì đó, nhưng mà bên trong đó là một sự rất là xấu xa, như là lương lẹo, nói dốc, đạo đức giả giống vậy. Thì vấn đề mà con thấy rằng cái sự nhạy bén của trí tuệ là một điều rất là quan trọng. Ngoài đó, sau khi mình biết đó và mình chịu kham nhẫn, mình không phải là mình sợ, cũng như không phải là mình dở, nhưng mà mình im lặng trong cái sự hiểu biết của mình thì rất là tốt. Còn im lặng trong mà sự đè nén mà mình bực tức đó thì nó càng không tốt. Tại vì con thấy những người á, mà con quen á, mà họ tức, họ hậm hực họ nói vậy, tối ngày cứ gặp con hay người khác thì xì ra để cho nó bỡ tốt. Thì con nói lúc đó thì con không biết Phật pháp, con không biết khuyên sao, con nói trời ơi, bà ngồi bà tức hoài làm cái gì, bà bỏ quên đi cái người đó xấu, đừng có chơi với họ nữa, nói hoài để trong cái bụng hoài, bà lỗ thôi, bỏ qua đi, kệ nó đi. Nhà chợ mà có nhiều người bán, mà bà thích người chỗ này thì bà mua, bà không thích chỗ kia bà đi lại mua chỗ kia, hơi đâu mà đi tức mệt chết rồi. Bà nói tôi nghe mắc thì giờ quá à. Thì con thấy thì con nói vậy thì bà cũng nguôi ngay một chút, nhưng mà hồi cũng nói lại sau này con học Phật pháp thì con biết cái sự kham nhẫn rồi cố gắng tinh tấn tiếp tục, nhưng cái đó cũng phải nhờ vào cái trí tuệ để hiểu biết như vậy.
Thì đối với con hỏi câu hỏi với sư giống như vậy. Khi mà mình mới bắt đầu mình thấy người ta giống như vậy, thì cái điều cần nhất của mình là mình im lặng trong sự hiểu biết, hay là mình nói cho người ta biết sư? Dạ con xin cảm ơn sư à, và quả máy về cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Dạ chào cô Kim. Thì trong đời sống á, thì chúng ta thấy rằng đó khi mà giao tiếp mà chúng ta gặp những cái việc mà nó trái ý nghịch lòng, có nhiều khi chúng ta nói lên nhưng mà chúng ta nói những cái điều nó đúng sự thật nhưng mà đó người ta đâu có chấp nhận cho nên nó là nó xảy ra những cái cãi giả. Theo nãy Đức Phật nói cãi lẫy rồi bất hòa rồi quan trái rồi với nhau cho nên đó có đôi lúc tùy theo cái hội chúng với cái hội chúng mà họ sự hiểu biết thì chúng ta nói ra. Nhưng mà đối với những cái hội chúng á, mà chúng ta thấy rằng đa phần những cái người này đó là họ thực hành sai, không có đúng cái đường lối. Nhưng mà bây giờ á, họ là lấy cái số đông, mình á là cá nhân thôi. Cho nên nếu mà bây giờ mình nói ra đó, thì chẳng những là nó không có đem đến cái lợi ích mà nó còn gây cái sự quan trái nữa. Thì thôi, mình kham nhẫn, mình tránh xa. Bởi vậy á, người ta nói là quả tùy khẩu xuất. Do chúng ta nhiều khi chúng ta nói mà nó không đúng cái đối tượng, nó không có phù hợp với các cái hoàn cảnh. Thành ra đó, khi mà chúng ta nói lên nó đem đến cái quan trái khổ đau, cái tai họa cho bản thân mình. Nhưng mà mình á, mình có ý tốt, mình muốn sửa đổi, mình muốn chỉ cho người ta cái đường lối chân chắc. Nhưng mà người ta vì cái sự chấp thủ tà kiến, thành ra người ta không thấy được cái điều mà mình nói là đúng, mà người ta quay lại người ta cố chấp là quan trái giữa mình. Cho nên á là cái sự kham nhẫn, mình chịu đựng thôi, mình biết vậy, mình tránh xa họ cho rồi thì mình sẽ có được cái sự an ổn. Cho nên á, khi mà chúng ta im lặng có lúc á nó đem đến cái sự lợi ích. Nhưng mà chúng ta biết với trí tuệ thôi, bây giờ với cái người mà họ mà mê lầm tà kiến này mà mình nói ra là nó xảy đến những cái điều mà không hay, không hay cho chính mình, thì thôi mình tránh xa. Thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải xem xét điều nào mà mình làm lợi mình, lợi người thì mình nên thực hành. Điều nào mà lợi người mà hại mình thì thôi mình tránh đi. Mình nói ra những cái lời để giúp cho người ta có sự tiến bộ, có sự tốt đẹp, nhưng mà họ không có nhận thức được vì cái sự cố chấp mê lầm, họ quay lại họ còn hoàn trái với mình, thì thôi mình tránh xa nó tốt hơn. Thành ra đó, cái sự im lặng tham nhẫn nó không phải với người đời á, thì họ nói là ô trời ơi nó dở, ai làm gì cũng không dám trả lời lại hết, không dám nói lại. Nhưng mà mình nói làm chi? Điều mình nói ra nó không có đem đến lợi ích thì thà là mình
tham nhẫn mình tránh xa nó tốt hơn. À, cho nên là chúng ta sống phải có trí tuệ. À, chúng ta biết lúc nào mình nên nói và lúc nào mình nên im lặng, tham nhẫn. À, cho nên có lúc thì chúng ta cũng nói, nhưng mà những lúc chúng ta im lặng là vàng. À, giống như bây giờ nếu mà cái thời điểm mà để cùng nhau thảo luận về Phật pháp, mà nếu mà mình không nói là nó cũng không phải, không? Nhưng mà cái lúc mà người ta đang thao thao bất tuyệt, người ta đang muốn nói, mà giờ mình cản trở người ta thì cái đó cũng không đúng. À, kệ, bây giờ để người ta nói hết cái ý của người ta cái đã, rồi coi như thế nào. À, chứ không phải lúc nào cũng im lặng, à, mà lúc nào là cũng nói, cũng phải. Trong đời sống, chúng ta phải sống với trí tuệ. Có những lúc chúng ta cũng phải nói. À, trong những cái điều kiện để chúng ta bày tỏ ra, à, cái sự hiểu biết, cái nhận thức của mình nó như thế nào. Còn đối với những hội chúng mà họ có sự cố chấp, à, mê lầm, tà kiến, mình biết là mình nói ra đó nó không có đem đến cái lợi ích gì, thì chúng ta tham nhẫn, im lặng. Cho nên á, cái sống mà phản ứng theo cái bản năng á là cái chuyện mà bình thường của phạm những người không có trí tuệ. Còn chúng ta sống có sự kham nhẫn, à, giữ cái nội tâm quân bình là cái người mà có trí tuệ. À, một khi mà một người nào đó mà nói rồi chúng ta, cái tâm của chúng ta nó bị sao động, mà nó bị nhiệt não của phiền não, à, thì sao? Thì chúng ta tự bị thiêu đốt trong cái nội tâm chúng ta rồi. À, chúng ta kham nhẫn, chúng ta xả bỏ, à, chúng ta tha thứ. À, mình kham nhẫn, mình xả bỏ, mình tha thứ, à, mình nghĩ là mình tốt với người khác chứ không phải. Khi mà chúng ta thực hành cái hạnh mà kham nhẫn, à, xả bỏ, à, tha thứ, là chúng ta tốt với chính mình. À, thì hồi nãy cô nói là cái người này đó, mỗi lần họ tức lên là họ nói thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết, khi mỗi khi cái tâm chúng ta mà sân hận nó nổi lên là bị dày dò cái sự uất ức, bực bội, khó chịu ở trong nội tâm của cái người đó. Thấy không? Mà cứ mỗi lần cái sân hận nó bực bội nó nổi lên là mỗi lần cái sự thiêu đốt nó sinh khởi. À, cho nên á, mình chấp nhận, à, thôi, mình thấy được chắc cũng hồi đó mình cũng có tạo được những cái bất thiện, cho nên bây giờ cái quả nó đến, thôi bây giờ mình chấp nhận, mình xả bỏ, à, để giải trừ những cái quan trái trong sanh tử luân hồi. À, thôi bây giờ nếu mà họ muốn hơn, mình nhường cho họ hơn. À, rồi, à, bây giờ mình thấy rằng cái người này họ bị đang thiêu đốt bởi phiền não. Bây giờ nếu mà mình người có trí tuệ, mình đem lửa ở ngoài, mình đem mình đốt cái nhà mình là không có được. À, cho nên là khi mà chúng ta thực hành cái hạnh kham nhẫn, à, hành xả và tha thứ, là mình thương lấy chính mình,
để mình giữ cái tâm mình nó được quân bình an ổn, à thì cái nội tâm mình sẽ mát mẻ an vui. À, thành ra đó khi mà chúng ta thực hành cái tâm từ á, à mình thương xót cái người kia trước, à tội nghiệp. Khi mình học mình biết rồi, cái người mà đang trong cái cơn sân hận và cái tội nội tâm của họ đang bị thiêu đốt, thấy không? Mình thương họ, khi mà mình thương họ là mình cũng thương chính mình á. Bây giờ mà mình mà sân hận lên á là mình nổi cũng giống như cái người đó, mình cũng bị cái lửa nhiệt não của sân hận nó thiêu đốt. À, cho nên á khi mình kham nhẫn rồi mình tha thứ, à là à, mình thực hành cái giáo pháp để đem đến an vui cho chính mình, và mình tha thứ, sống với tâm từ à, đối với những người xung quanh. À, cho nên là Đức Phật mới dạy cái hạnh á, cái hạnh kham nhẫn, à nó đem đến cái sự an vui à cho chính mình, và được là nhân loại rồi chư thiên quý mến là chỗ đó. À, khi mà người ta hiểu biết ra, à hôm đó mình nóng giận quá, mình nói cái người đó như thế này thế khác, nhưng mà người ta không trả lời. À, khi mà người ta có sự suy xét, ta hiểu biết được, thì người ta sẽ tự thấy hổ thẹn, à tự thấy cái lỗi của mình. À, chứ còn mà khi mà họ nói sân hận lên, nó đang bực bội đỏ mặt tía tai, nói tầm bậy tầm bạ, rồi bây giờ mình mà đối đáp lại với nó là mình thua. À, cái sự tu tập mình chỗ nào, à trước những cái chướng ngại, những cái phiền não, à nếu mà bây giờ họ không có tu, họ không có tu tập, không có tự sửa mình, cho nên là họ bị si mê. À, rồi bây giờ là nó si mê rồi, bây giờ mình cũng ăn thua với nó, thì mình cũng si mê luôn. À, cho nên á là khi mà chúng ta sống với sự hiểu biết, với trí tuệ, à, thì chúng ta biết à, lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng, nên kham nhẫn, à, nên xả bỏ, à, tha thứ cho người khác. À, thì à, cũng xin à, giải đáp cái à, câu hỏi của cô Kim, và chúc à, cô Kim nhiều sức khỏe, an vui, à, học hành tu tập tiến bộ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ alo. Dạ alo. Dạ. Kính cảm ơn vị Trần Đạo. Dạ. Dạ. Nam mô Phật Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Ca, dạ. À kính dạ con kính cảm ơn đại đức
pháp thanh. Và giống như sư lúc đầu sư nói là bây giờ mình chỉ học ở sư là cái phẩm là gọi là nhẫn nại vậy thôi. Còn bây giờ nếu như mình cảm thấy mình không thích ở sư thì nói chung mình cũng nhẫn thôi. Còn mình khuyên thì mình phải nhìn lại cái người đó, người ta có muốn bị mình khuyên hay không. Cho nếu mình mở miệng ra thì mình cũng mệt, cho nên mình học cái chữ không nhẫn. Thì con vậy đó, con nhiều cô ăn trái đó, có nhiều người họ ăn trái với con thì con cứ tự nói trong lòng là con nói là bây giờ giống như là mình kiếp trước mình nợ người ta nào thầm mình phải nặng thôi đó, thì con như vậy con cũng xin có vài lời xin chăm sóc. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Thầy á, Nam mô Sằng Thầy á. Và cái chia sẻ của cô Lạc Lê thì trong đời sống á, có nhiều khi á, mình hay nói cái chữ vắn tắt là thôi kệ, là ở đây nó cũng biểu hiện cái sự kham nhẫn. Bây giờ mình thấy cái chuyện đó nếu mà mình đối đáp lại đó, nó không có đem lên cái lợi ích gì hết á. Cho nên mình nói thôi kệ, bỏ qua cho rồi. Cái có đôi lúc đó mình cũng phải đóng cái kệ. Rồi có đôi lúc đó thì mình không sử dụng cái kệ. Tùy theo trường hợp mình thấy đối với những người xung quanh, ngay cả đối với những người thân ở trong gia đình mình cũng vậy nữa. Đối với bạn bè thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật trở về độ cho hoàng tộc Thích Ca thì có những người đó họ quan hỷ, họ hiểu biết, họ xuất gia đi theo Đức Thế Tôn. Nhưng mà có những người đó, là họ chấp thủ, họ chẳng những không theo mà họ còn cản trở. Chứ đâu phải mà ai cũng hiểu biết, cũng quan hỷ với cái thiện pháp đâu. Thì thôi, thấy không? Bây giờ những người nào hữu duyên thì Đức Thế Tôn tế độ, dẫn dắt cho họ đi theo cái con đường bát chánh đạo, giới định tuệ để đi đến nơi an vui. Còn bây giờ nó muốn đi vào cái con đường khổ đau mà bây giờ mình lôi kéo nó thì coi chừng, cho nên nó là thôi. Bây giờ nó muốn đi cái đường đó của nó, kệ nó. Mình chấp nhận kệ nó. Mà phải không? Bây giờ mặc dù là cha mẹ thì thương yêu con cái, muốn cho con cái nó có được sự an ổn, nó đi đến những cái nơi đẹp. Nhưng mà đó, đâu phải đứa nào nó cũng nghe lời của mình hết. Cho nên là khi mà mình hết sức, mình khuyên răng, mình chỉ dạy cho nó, nhưng mà nó không chấp nhận, nó đi theo cái con đường của nó chọn, nó quyết định, thì bây giờ mình cũng phải chịu thôi á. Cũng thôi kệ. Rồi chừng nào mà nó bị dấp ngã, nó khổ đau, thì lúc đó
nó sẽ thức tỉnh. À, chứ đôi lúc á, mình khuyên dạy nó chưa chắc gì nó nghe đâu. À, mà nó nghĩ là cái đường của nó đi là đúng, mà cái đường của nó đi là tốt đẹp an vui. Nhưng mà đến khi mà nó bị những cái chướng ngại ở trên đường hoặc ngã đó, làm cho nó đó, à, lúc đó nó mới hiểu biết, à, nó mới có kinh nghiệm đi trong cái cuộc sống. À, lúc đó thì mình mới có thể tha thứ, bao dung, giúp đỡ, à, nâng đỡ nó để đi trở lại cái con đường chánh đạo. À, chứ không phải lúc nào mình nói mà nó cũng nghe đâu. À, cho nên á, có những lúc mà mình thấy với những cái chúng sanh mà nó quá chấp thủ, à, mê lầm, thì mình nói biết nó không có được lợi ích gì thì thôi, thay kệ, ơi kệ nó. À, còn những lúc với những người mà có cái tâm hướng thiện, à, tâm hiểu biết để sửa đổi những cái thói hư tật xấu, thì mình cũng có thể mình giúp đỡ, hướng dẫn cho người ta. À, thì bây giờ mời cô Metta, mời cô Trần Đạo, mời tất cả quý vị cùng tiếp tục thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chúc cô Lạc Lê nhiều sức khỏe, an vui. Giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầy Mạc Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ Bạch Sư, dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Cổ Pháp Thanh. Dạ thưa đạo tràng, có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Sư Pháp Thanh cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ Bạch Sư, nãy giờ con nghe Sư nói thì đúng. Nhiều khi mình thấy mình phải ráng tập cái tánh khâm nhẫn, nhưng mà nhiều khi đôi lúc đó, đối với con cái trong gia đình, nhiều khi đó, mình thấy nó nhiều khi nó nóng lên, nó nói hổn với mình, nhiều khi mình tức quá mình dằn xuống, mà đôi lúc mình dằn cũng không nổi với bạch sư, bởi con thấy cái tánh khâm nhẫn rất là khó đó. Có nhiều khi buồn mà nhiều khi mình tức mình khóc nữa. Rồi mình nói chứ mình tập cái tánh gọi là buông cũng không buông nổi đó. Mình muốn là không dính mắc nữa với nó, để cho nó té, nó tự đứng lên. Nhưng mà nó té nó đứng lên, nó không biết cách. Rồi nó cũng lúc nó có cái gì nó không cần đến mình đó, thì thôi, nó không có kêu. Mà đến khi nào nó lúc mà nó gặp cái gọi là khổ sở hay khó khăn bệnh hoạn gì thì nó cũng kêu mình đó. Giờ mình đâu có bỏ nó được bạch sư đó. Nhiều khi mình nói mình muốn không muốn bỏ nó để cho nó tự biết, nhưng mà cuối cùng đó, chừng nào mà cái chị, thí dụ con nói chuyện đơn giản thôi bạch sư, giống như là bây giờ nó hết hút thuốc mà mình không muốn nó hút thuốc đó. Mình nói là cái hút thuốc nó nguy hiểm lắm, là có thể là sinh bệnh này kia, nó không nghe, nó cứ cãi. À, rồi đến khi mà chừng mà nó đổ bệnh ra hay là có chuyện gì, khi nó vô nhà thương rồi cái nó kêu mình đó. Vậy tôi nói là cái chuyện đó mà nó không bao giờ nó nghe, nó nói nó trẻ, nó không có bệnh. Mà con nói, con cũng giải thích, con nói bộ đợi già mới chết sao đó.
trẻ cũng bệnh như thường, bây giờ trẻ cũng bị bệnh này bệnh kia bệnh nọ, mà cái hút thuốc đó, nó sinh ra nhiều bệnh lắm, bị phổi nè, ung thư nè, ha, rồi hắt tắc nè, đủ thứ hết mà mình giải thích nó không nghe, tại vì nó chưa có thấy quan tài, nó chưa có đổ lệ, thành ra nó không có sợ, thành ra nó cho rằng là mình già rồi, mình lú lẫn rồi, mình nói nó không có nghe. Thành ra nhiều khi đôi lúc mình muốn kham nhẫn với nó mà kham nhẫn không nổi, nó làm cho mình phải phiền não, sân si lên với nó đó. Thành ra con thấy giống như là rất là khổ, thành ra con bây giờ con nói thật với bà sư mấy ông rài, con không có vô luôn được, là tại vì con nó bệnh vô nhà thương, nó nằm ở trong đó, ngày nào cũng phải vô nó. Đôi lúc không vô thì nó cứ nói là bây giờ không thương nó bệnh hoạn bỏ nó. Mà vô nói lúc nó bệnh á thì nó mình nói nó nghe ha, mà lúc nó khỏe nó ra ngoài mình nói nó không nghe, là vậy đó. Rồi con không lẽ con bà sư bây giờ con xin ý kiến sư, thí dụ bây giờ con mình nó những lần vậy nó bệnh bây giờ thương nó, mình bỏ nó được không đó, bà sư cho con có ý kiến. Và con cũng rất là nhiều khi rất buồn. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Thầy á, Nam mô Sầm Thầy á. Thật sự là trong cái đó là cái tình thương của cha mẹ đối với con cái đó, thì nó rất là bao la. Rồi có đôi lúc cái chúng ta sống bao dung mà thành ra đó. Đức Phật mới nói là cha mẹ đó đối với con cái giống như là các vị Phạm Thiên. Các vị Phạm Thiên ở đây khi mà được tái sanh về cõi trời là nhờ thực hành cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ và xả. Thì quý vị xem xét coi là ở thế gian này đó không có ai mà có đầy đủ những cái đức tính này ngoài cha mẹ mình. Thì như cô Trần Đạo nói, mặc dù là có đôi lúc con cái nó có những cái lời nói, những cái hành động nó làm cho mình rất là đau khổ phiền não. Vì cái tâm mình nói nó là con mình mà nó nói như vậy, nó làm như vậy. Nhưng mà sao, nhưng mà rồi mình cũng bao dung, mình cũng tha thứ cho nó. Rồi có đôi lúc đó, khi mà những đứa con mà nó có trí tuệ, có hiểu biết, khi mà mình khuyên dạy, mình chỉ dẫn nó những cái điều tốt đẹp, nó nghe theo. Nhưng mà có những cái đứa thì nó cũng ương ngạnh, cứng đầu khó dạy. Thì thôi, bây giờ có đôi lúc tại vì cái duyên nghiệp của mình, gặp những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh nó chướng ngại như vậy đó, bây giờ mình ráng mình tu tập. Đó. Thì khi mà cô khuyên dạy nó, nó nghe được thì tốt. Còn nó bây giờ nó không nghe. Giờ nó nghiện thuốc. Mà giờ mình cứ biểu nó bỏ thuốc, nó đâu có. Chính vì nó bị cái tham ái, nó thích thú trong cái bất thiện, thích thú trong cái trò vui. Nó nghĩ hút thuốc là một cái điều tốt đẹp, thể hiện là cái người mà có bản lãnh, có cái này để khác với những cái người xung quanh. Cái người đàn ông thì thanh niên lớn lên phải biết hút thuốc theo cái trào lưu của xã hội, mà nó không thấy được cái tai hại đó. Thì giờ mình khuyên dạy nó, nó không chịu nghe, nó nhiễm đắm trong những cái thói hư tật xấu,
đến lúc nó bệnh hoạn. Thì vậy đó, à cái lúc mà nó nằm ở trong bệnh viện á, mà bây giờ mình không lo cho nó đó, thì không được. Tại vì cái tình thương và cái bổn phận, cái thiên chức của cha mẹ, à quý vị thấy rằng á, đến những cái con thú, à cái con gà đó, khi mà có những cái sự nguy hiểm, những con diều hâu bù cắt đồ mà tấn công muốn bắt những gà con gà nó còn có giang đôi cánh ra che chở cho những cái con gà con. Mình là người, đúng không, mà mình không, khi mà con cái mà nó khổ đau, nó bệnh hoạn mà mình không săn sóc, mình giúp đỡ cho nó là cũng không được nha. Cho nên á, khi mà nó ốm đau bệnh hoạn, nó cần đến cái sự giúp đỡ của mình, thì mình cũng hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng mà đó, lúc đó nó đang bệnh, cô đừng có nói. Có nhiều khi mà khi đó mà nói đó, là nó nhiều khi nó làm thinh đó, nhưng mà nó chưa có chấp nhận đâu. Chờ khi nào mà nó hết bệnh rồi này kia nọ, một cái dịp nào đó, rồi cho cô mới chỉ cho nó thấy. À thấy không, à cái điều đó là cái điều xấu xa, tai hại. Làm khổ không phải là khổ một mình con, mà khổ biết bao nhiêu người. À con nằm bệnh viện phải có người chạy tiền cho thống bệnh viện, mua thuốc mua men nha. Rồi có người phải săn sóc, à, lo ăn, lo uống, phải chạy dạy thế này thế khác, bỏ công ăn việc làm để lo, thấy không? Thành ra đó, chỉ cho nó thấy như vậy đó, khổ lắm. À, cái chúng sanh nó là mê. À, cái hồi mà bệnh á, nhiều khi đó mình nói rồi nó nghe, nhưng mà tới chừng mà nó hết bệnh rồi đó, là nó bị lôi cuốn bởi hoàn cảnh bên ngoài, à bạn bè xã hội thế này thế khác, rồi và sao nó bị lôi cuốn bởi những cái phiền não, nó không vượt qua được những cái thích thú, những cái ham muốn trong cái trò vui, à nó không vượt qua được những cái thích thú mà trong say đắm trong cái vấn đề mà nghiện ngập, thành ra đó là nó cũng trở lại cái con đường cũ. À, nói vậy đó, thì thôi, bây giờ mình làm hết cái bổn phận, làm hết cái thiên chức của người cha, người mẹ. À, nhưng mà nếu mà nó thức tỉnh, nó hay biết, thì tốt. Còn không á, bây giờ cô có buồn rầu khóc lóc, thì cô cũng tự làm khổ chính mình. À, cho nên á, đóng cái kệ, à có lúc mình sử dụng nấp sau cái kệ cho nó chắc ăn cho nó đỡ phiền não, à cho nó đỡ cái chấn động khổ đau ở trong nội tâm mình. À cô suy nghĩ vậy nè, bây giờ á cái tuổi thọ mình còn, cái sức khỏe mình còn, à thì mình chỉ dạy, mình hỗ trợ, mình lo lắng rồi cho nó. Chứ một mai á, mà mình hết tuổi thọ, à, đâu có ai mà sống đời đây hoài. À, lúc đó đó thì tự bản thân nó cũng phải lo cho nó thôi, thấy không? Thành ra đó, à thôi bây giờ mình trong điều kiện hoàn cảnh nào mình giúp đỡ được cho nó thì mình giúp, à với cái lòng từ của cha mẹ, với bổn phận thì mình lo cho nó. Còn nó nghe được thì tốt, nó không nghe thì thôi, à mai mốt tự nó phải lo cho nó, à vậy thôi. À mình đừng có buồn rầu, khi mà cô buồn rầu là tại vì cái tâm liếng ái, à mình nghĩ nó là con mình, à mình thương nó, mình giúp đỡ cho nó, mình muốn nó phải đạt được thế này thế khác. À nhưng mà cô biết là
các pháp ở thế gian đây đâu có phải là mình muốn mà được. À, nó đi theo cái nghiệp của nó. À, với những cái ham muốn của nó, bây giờ mình không cản trở được. À, cô thấy không? Đức Thế Tôn với Đề Bà Đạt Đa đó, à, nhiều lần Đức Thế Tôn đó khuyên nhủ hết hết sức, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vì cái tham muốn, à, được trưởng quản đứng đầu tăng chúng, à, mà ông ta bỏ qua hết tất cả những cái lời khuyên dạy của Đức Phật, thì ông ta rơi vào khổ cảnh. À, đến chừng mà ông ta bị đất rút, còn lại có một phần cái thân thể ở trên mặt đất, lúc đó thì ông ta mới thức tỉnh. À, mặc dù á là cái giây phút chót, à, nhưng mà nó cũng không có muộn màng. À, nhờ đó mà ông ta trả hết những cái ác nghiệp rồi đó, thì ông ta sau này cũng giải thoát, nhưng mà thành Phật độc giác thôi đó. Thành ra đó, bây giờ mình cố gắng nỗ lực mình giúp đỡ cho người khác, à, nhưng mà họ có được sự tiến bộ thì tốt, còn nếu mà họ cứ do cái chấp thủ, à, cố chấp mê lầm tà kiến thì thôi mình đành chịu. Chứ bây giờ sao vậy? À, mình đâu có thể lôi cuốn ai được. À, các pháp thế gian nó diễn ra là như vậy, do nhân, do duyên, do nghiệp quả. À, mỗi người phải tự đi theo cái nghiệp quả của mình. À, mình không có xen vô, mình gánh vác được. Thành ra đó, à, bây giờ nó bệnh, à, nó cần mình ở về vật chất, săn sóc, thuốc men, à, thì mình lo cho nó. À, khi nào, à, nó cần thì mình, à, khuyên nhủ, còn mà nếu mà thấy nó cứ khư khư thì thôi. À, như vậy đó, mình có cái hạnh coi như hành xả trước cái nghiệp quả của chúng sanh, và có cái hạnh kham nhẫn, à, trước các cái phiền não. Chứ còn mình đừng có nghĩ, à, nó con, à, phải lo cho nó thế này thế khác. À, với cái tâm mà dính mắc luyến ái thì mình sẽ khổ đau. À, thì sư cũng xin, à, giải thích, à, về cái, à, câu hỏi của cô Trần Đạo. À, chúc cô, à, mau vượt qua tất cả bệnh tật, khỏe mạnh, an vui, và có sự nỗ lực tu học, à, đạt được, à, tiến bộ. À, cầu chúc cô và gia đình cũng luôn luôn được an vui. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. À, thấy sao mà vắng lặng quá. Và nếu mà ngài Trí Đức có thước máy và xin cung thỉnh ngay lên chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay, và mời tất cả quý tu nữ và quý Phật tử, và nếu mà còn những cái thắc mắc hay là có những cái điều gì chưa có hiểu biết trong cái bài học ngày hôm nay thì mời lên cầm mic để hỏi. Và còn nếu mà trong đạo tràng không còn gì thắc mắc, cũng không có gì chia sẻ thì có thể mời cô Trần Đạo lên sám hối và kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và không biết là ngài Trí Đức có trước máy thì xin cung thỉnh ngay, và cũng như mời tất cả quý vị. Còn nếu mà ngài đã bận công việc không cất máy, và quý vị cũng không còn thắc mắc hay là chia sẻ gì nữa, thì xin mời cô Trần Đạo hoặc là một cô nào sám hối, rồi sư xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Dạ bạch bạch sư, dạ con có xin thêm một câu hỏi nữa để con hỏi sư chẩn tiệp, cũng còn thời giờ đó bạch bạch sư. Dạ con hỏi thí dụ trường hợp mình con hỏi như trường hợp của con đó, con có một người con mà con đó, nó tánh nó nóng, rồi nó lại có nó sự thật là bây giờ nó vừa nóng tánh mà nó vừa tham, mà nó vừa si nữa, thành ra nó những cái tánh nó bây giờ một cái người mà nó đủ cái tánh tham sân si mà nó kiểu nó còn trẻ mà nó bồng bột đó bạch sư, mà nó làm những cái chuyện gọi là nó không thấy nguy hiểm, nhưng mình là người cha người mẹ mình ngó xa mình thấy, nhưng mà mình khuyên lơn không được, thì mà bạch sư mình phải làm cách nào bạch sư? Dạ con xin gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Thì ở trong thế gian này nó là như vậy đó. Bị sao? Bị vì nó bị lôi cuốn bởi cái đời sống trong xã hội, nó bị lôi cuốn bởi những cái trò vui. Thì quý vị thấy rằng có nhiều cái tai hại nó xảy ra trong những cái thú vui, nhưng mà đó người ta không thấy. Bây giờ cái trường hợp bản thân sư hồi còn nhỏ này. Hồi đó lúc mà còn đi học đó thì ham thích vui đá banh, rồi tắm sông, đá banh rồi thì mệt mình mẩy rồi nó cát không à, cho nên là đá xong á là bắt đầu đi xuống sông tắm, mà đâu phải xuống sông là chỉ tắm cho sạch sẽ rồi lên, không có, xuống dưới rồi bắt đầu chơi những cái trò chơi dưới bắt
lục bắc ở dưới nước ha, rồi móc sình chọi lộn nhau ha, rồi có những lúc á leo lên những cái dây cao ở trên á, nhảy xuống nhảy xuống trong tấm mà vậy nó mới vui. Nhưng mà mình không thấy cái điều đó nguy hiểm tai hại ha. Mà mỗi lần mà má sư và thân sư mà biết là bị đòn và cấm không có cho đi tắm sông nhưng mà mình thấy có gì đâu mà cấm, nhưng mà không thấy rằng cái có đôi lúc cái trò vui đó mình có thể mình mất mạng nha. Rồi có nhiều khi xảy ra mấy mấy đứa khác mình cũng thấy chứ, nó đi tắm xong rồi nó bị chết đuối nhưng mà hồi đó đó ham thích trong cái trò vui đó, mình không có sợ tại nó vậy, tại nó kia, chứ mình thì mình không bị đâu mình đừng có ra ngoài xa quá, mình đi dần gần gần ở trong trong bờ thôi thì mình không có bị không. Dạ tới chừng mà suýt chết á mình vượt qua được đó cái hải hùng đó, là lúc đó mình mới sợ mình mới sợ, từ đó mình mới thức tỉnh, mình lần hồi mình tránh xa chứ còn có nhiều người là chết là chết chừng nào chết thì hay chết bỏ, chứ còn bây giờ mà biểu mà từ bỏ cái muốn đó là họ không chịu. Tại vì cái này á là quý vị biết không, cái tham ái này đó nó đã tìm miên, nó ngủ ngầm ở trong cái nội tâm của chúng sanh rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì cái tham này nè là cái, nó là cái dục mà dục dục cái nè, nó là những cái mầm móng nó tiềm ẩn ẩn tàng trong cái tâm của chúng sanh đó. Rồi chính vì nó tham muốn mà nó không thỏa mãn được cái ý của nó, nó tham muốn trong cái điều đó mà không được, thành ra là nó sân. Mà quý vị nhớ rằng khi mà tham thì sân có mặt thì si mê có mặt. Si là nó là nằm ẩn tàng trong tất cả 12 tâm bất thiện. Cho nên chúng sanh là mê lầm. Mình may mắn mình có sự hiểu biết, có sự giác ngộ, mình mới thấy được, mình mới phân biệt được điều đúng, điều sai, điều thiện, điều bất thiện, cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, cái nào là mê lầm, cái nào là hiểu biết trí tuệ. Cho nên á là bây giờ nếu mà nó nhiều đời nhiều kiếp nó đã tìm rồi, Đức Phật gọi là cái tiền thiên tật ấy, hay là những cái mầm móng, cái dục dục cái nó quá mạnh đi, cho nên là bây giờ cái tâm của nó mê mờ rồi. Bây giờ mình có muốn gột rửa không có được, cái điều này không thể nào mà người khác làm được hết. Bởi trong Pháp Cú Kinh Đức Phật mới dạy có những điều thân bằng quyến thuộc cha mẹ không làm được, chỉ có cái trí tuệ, cái tâm hướng chánh, khi mà cái người đó họ hiểu biết, họ tự động họ chuyển đổi, chuyển hóa, sửa đổi những cái thói hư tật xấu, cố gắng nỗ lực dung bồi trí tuệ, thì cái người đó sẽ có sự thức tỉnh tiến bộ. Còn bây giờ á, bây giờ cô có thương, có muốn, nhưng mà vì cái duyên nghiệp, cái
mê mờ của nó quá sâu đậm rồi, không có thể làm được đó. À, thành ra đó là thôi thì bây giờ, nhưng mà có những cái điều mà ví dụ như là mình tạo phước rồi mình cũng hồi hướng đến chư thiên, rồi mình cũng cầu mong là cho những cái chướng nghiệp, những cái si mê mê lầm của nó càng ngày càng giảm thiểu để nó có thể thức tỉnh, à để những thần thúc, những cái trói buộc của nó càng ngày càng giảm nhẹ đi. Chứ còn bây giờ là vô phương, không có phương cách nào hết. Chính là bậc chánh đẳng chánh giác, mà đối với những người mà họ mê lầm tà kiếm sâu nặng thì Đức Phật cũng đành chịu thua, không thể nào mà tế độ được nha. Cho nên là với cái tình thương, với cái lòng bao dung, với cái tâm của bậc sinh thành là cha là mẹ, mình cũng thương, mình muốn cho nó có một cái đời sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. Nhưng mà vì nó quá mê lầm, như hồi nãy chị nói đó, giờ cô cố gắng làm hết cái bổn phận của mình, cái phận sự, cái thiên chức của bà mẹ, hướng dẫn, dìu dắt. Nhưng mà bây giờ nó không chịu đi theo cái sự hướng dẫn, cái sự chỉ dẫn, chỉ dạy, dìu dắt của mình, mà nó đi theo cái con đường của nó thì thôi, chứ giờ biết sao giờ. Vậy thôi, bây giờ cô hàng ngày cô cũng làm những cái điều phước thiện gì đó, hồi hướng phước, rồi rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, rải tâm từ đến cho cái người con của mình, và cầu mong với cái phước báo này thì nội tâm nó được sẽ chuyển hóa, nó trí tuệ hiểu biết để tự nó sẽ sửa đổi cái tâm tánh của nó mà thôi. Bởi ta nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Bởi vì ở đây không phải là ông trời, mà cái nghiệp quả của nó, cái thiên lý ở đây đó. Người ta nói là ông trời, nhưng mà không phải, không có ông trời nào hết. Nhưng mà cái nghiệp quả của nó, nếu mà trong quá khứ nó đã có những cái chủng tử, những cái nhân lành, những cái điều tốt đẹp, thì chúng ta chỉ cần khơi gợi thì nó sẽ bừng sáng lên. Còn nếu mà trong quá khứ mà nó sâu nặng, trong cái phiền não tham sân si, thì bây giờ á mình cũng đành phải kệ nó, chứ giờ biết sao. Không, thành ra đó thôi, thì cái điều nào mà mình làm được thì mình làm. Còn mà mỗi chúng sanh thì có mỗi cái nghiệp riêng, bây giờ mình không thể nào mà can thiệp được hết. Cô thấy không, bây giờ nó bệnh đau, mình thương nó, mình muốn gánh vác cái sự đau đớn của bệnh tật cũng đâu được đâu. Mà mình muốn chia cho nó cái sự an vui, cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, nó cũng đâu có chịu nhận. Thành ra đó, đôi lúc cái bánh này nó ngon, cái bánh này nó bổ, cái bánh này nó đem đến cái sự an ổn cho thân thể, nhưng mà đôi lúc nó không thích, cô đưa cái bánh nó cũng đâu có chịu nhận đâu. Thành ra thì thôi, bây giờ đó là vì thương con, có đôi lúc mình cũng đi, mình mua những cái đồ ngon, cái đồ tốt, nhưng mà giờ nó không chịu nhận thì thôi, vậy đó. Nếu mà nó ăn cái bánh này lên rồi nó được khỏe mạnh, nó ăn vui,
nó có trí tuệ, thì đem đến cái lợi ích cho nó. Nhưng mà bây giờ mình hết lòng, mình nói, mình giải thích cho nó rồi, mình nó nhất định nó không ăn, không nhận thì thôi. Cái duyên nghiệp của nó là vậy, mình cũng đành chấp nhận. Chứ biết sao giờ, thì cũng xin giải và chia sẻ cái câu hỏi của cô Trần Đạo. Và chúc cô vượt qua những cái phiền não và luôn luôn có một cái đời sống an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ. Sa thú không biết còn thời gian không chị Trần Đạo. Dạ alo. Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ kế tiếp theo cái lời giảng giải của sư á, thì bạch sư cho con hỏi là thí dụ như mà có những thiện tín, người ta có những đứa con mà như vậy á, mình nói thì nó không nghe, nó lớn rồi, nó tự giải quyết. Thì đến lúc mà nó bị lâm nạn như vậy á, thì bây giờ mình không có giúp đỡ cho nó, nhưng mình vẫn đi làm phước cúng dường. Rồi người đời nói là tại sao đi làm phước cúng dường mà con thì không lo. Thì bạch sư trả lời giùm cho con cái câu đó. Dạ con xin nha. Nhưng ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Dạ thì hơi sức nào mà cô để ý đến cái lời nói của bên ngoài. Thế gian mà ta nói là cái miệng thông dành, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng hay. Bây giờ á, sao họ thấy mình đi chùa làm những cái điều phước thiện, thì có đôi lúc là họ không muốn làm những cái điều đó. Tại vì khi mà chúng ta mà làm những cái thực hành những cái thiện sự, những cái thiện pháp là nó ngược với cái thế gian. Thế gian là họ muốn thụ hưởng vật chất rồi tiện nghi rồi này kia nọ, họ muốn gom vô. Còn khi mà mình đi bố thí cúng dường rồi đó là mình xả bỏ, mình xả tài, rồi mình làm nhẹ đi cái tham muốn. Mà khi mà mình làm như vậy thì trái ngược với họ, cho nên đó là họ châm chọc, họ nói thế này thế khác. Bây giờ không lẽ là bây giờ cô lo cho con, lo cho thân bằng quyến thuộc, họ có theo, họ có biết đâu. Nhưng mà điều cái khi mà mình đi chùa, mình cũng dường, mình cũng bố thí, mình giúp đỡ cho người nghèo khổ rồi kia nọ đó, thì họ thấy, họ thấy. Mà bây giờ họ không muốn làm, họ không muốn làm, nhưng mà họ cũng muốn mình cũng đừng làm ác vậy á. Nó nghiện ngập, nó nghiện rượu á, thì nó muốn lôi cuốn người khác nghiện rượu với nó. Nó nghiện hút thuốc thì cũng muốn lôi cuốn người khác cũng nghiện hút thuốc với nó. Để chi? Để nó có bạn bè, có cái hội chúng với nhau. Thành ra đó, những người mà muốn vượt ra những cái thói hư tật xấu, mà muốn vượt ra những cái hội chúng mà không tốt đẹp á, nó cản trở, nó níu kéo trở lại, nó đâu có cho, phải không? Thì cái thế gian nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta phải có sự hiểu biết, suy xét. Khi mà chúng ta xét thấy rằng cái điều này là cái điều đúng, điều chân chánh, thì kệ họ, họ cố nói gì mình cũng đi theo cái con đường chân chánh. Nè, chứ chúng ta đừng có ngại. Sao trời, đi cái con đường này là đúng mà sao ít người đi quá. Còn cái con đường kia đó là không đúng nhưng mà sao đông người đi. Thành ra Đức Phật mới nói sao? Chỉ có số ít đi đến bờ bên kia
đa phần chúng sanh ngược bờ bên này. Thành ra đó, cái con đường mà thực hành về cái thiện sự nó rất là ít người, rất ít chúng sanh đi đến nhàn cảnh, rất ít chúng sanh đạt đến thánh đạo thánh quả giải thoát. Đó là cái quy luật của thế gian. Khi nào mà chúng ta vượt qua được cái quy luật của thế gian thì chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc an vui của siêu thế. Thành ra kệ người khác ta có nói gì nói, mình làm bổn phận của mình đối với thân bằng quyến thuộc, đối với người thân mình đã chu toàn. Còn cái diện thiện sự, cái con đường chân chánh thì mình đi theo cái trí tuệ, cái hiểu biết của mình, mong nên chịu động của bên ngoài. Nhiều khi đâu có ai nói để giúp cho mình tiến bộ đâu, ta nói để cản trở, để cho mình phiền não, để mình khổ đau. Họ nói để trong gia đình mình nó lục đục, nó bất hòa, chứ không ai nói để giúp cho gia đình mình nó thuận thảo an vui đó. Nó khổ vậy đó. Cho nên là chúng ta sống với trí tuệ, với hiểu biết thì chúng ta sẽ vượt qua những cái tác động ở bên ngoài. Khi mà mình nhận thức sáng suốt đầy đủ thì chúng ta sẽ nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật, đi trên cái con đường chân chánh. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Lạc Lê, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, gia đình hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sau khi đã nghe lời dạy bảo của sư và con xin đọc lễ bái Tam Bảo, và xin lễ bái Tam Bảo Phật Pháp Tăng, là con kính thỉnh ngài Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng ạ. Uttamang ghe na vang de hang ba da vang sum varuttamang butte yo khalito do so butto kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội là ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng thẩm măng lu vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng sẵn khăn cha đô vi thọ tam măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính thỉnh ngài Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và thời gian sinh hoạt đến đây cũng vừa phải lẽ. Để kết thúc buổi sinh hoạt thì xin cầu chúc hòa chư tôn đức trưởng lão pháp thể khen ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui, có đầy đủ trí tuệ hiểu biết để nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật
đi theo trên con đường chánh đạo để đạt đến nơi an vui trong đời sống hiện tại, cũng như đạt đến giải thoát trong ngày vị lai. Và với phước báo này cầu mong chư thiên ở các chùa cũng như xung quanh nơi tư gia của các gia đình Phật tử hoan hỷ với thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin thay mặt chư tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Pavato sappa mangalam rakhanto sappa devata sappa bhutana bhavena sada so thi pavantu te pavato sappa mangalam rakhanto sappa devata sappa dhammana bhavena sada so thi pavantu te pavato sappa mangalam rakhanto sappa devata sappa sanghana bhavena sada so thi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thu sa thu lành thai, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng phước thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, tỳ khu chẳng lượng trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ không thu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều khư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại khôn lường loạn tai thập hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rơi giáo truyền. Y đăng môn nhân nô na ti yang hon tu sukita hon tu nha ta yo, y đăng nô nha ti năng hon tu sukita tu nha ta yo, y đăng nô nha ti năng hon tu sukita hon tu nha ta yo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Và con kính chúc đạo tràng được một an lành và một đêm an lành ạ. Và con kính kính chào quý ngài Trí Đức và ngài Pháp Thanh ạ. Và kính chào quý anh chị trong đạo tràng, và xin hẹn gặp lại ngày mai vào 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Và kính chúc quý vị thân tâm được an lạc ạ. Và kính chào đạo tràng ạ.